Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn vô tư tắm biển Quy Nhơn Bình Định trong làn sương mù dày đặc. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Khang có số điện thoại 0120 3 số cuối 806. Một phụ nữ bị đánh nhập viện tại công ty môi giới việc làm. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 4 tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phản ánh của khán giả Giao Huy từ số điện thoại 0912 3 số cuối 860. Đâm vào ô tô dừng đỗ bên đường, một người bị thương nặng. Tai nạn xảy ra vào trưa ngày 20 tháng 4 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 258. Ảnh hưởng của hạn hán, hàng trăm con gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bị chết do thiếu nước uống thức ăn. Phản ánh của khán giả Á Đông có số điện thoại 0912 3 số cuối 362. Bộ đội Hải quân giúp bà con dân tộc xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xây giếng nước để chống hạn. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Hàng nghìn lượt người đến tham quan khu di tích Hà Huy Tập tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ em tại Hà Nội, hoạt động thu hút được sự tham gia và ủng hộ của cộng đồng. Chia sẻ của khán giả Đăng Kiên có số điện thoại 0163 3 số cuối 721. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên tục trong những ngày vừa qua, tại khu vực thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xuất hiện sương mù dày đặc biệt là khu vực bãi biển Quy Nhơn và các vùng lân cận. Sương mù đã làm tầm nhìn giảm xuống đáng kể. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn vô tư tắm biển, trong khi lực lượng cứu hộ khu vực bãi biển lại không hề có cảnh báo cho người dân. Sau đây là một số hình ảnh phản ánh về tình trạng này. Hình ảnh do khán giả Nguyễn Khang có số điện thoại 0120 3 số cuối 806 ghi lại và gửi tới cung cấp cho chương trình. Những hình ảnh này được khán giả Nguyễn Khang ghi lại vào lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2016 tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, đoạn gần tượng đài chiến thắng. Sương mù xuất hiện dày đặc, làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn từ 50 đến 80 mét. Nhiều người dân vẫn vô tư tắm biển, trong khi lực lượng cứu hộ khu vực bãi biển chốt trực tại chòi gác cứu hộ cách đó khoảng 200 mét. Không biển báo nguy hiểm, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Nếu xảy ra sự cố, thì lực lượng cứu hộ khó có thể phát hiện và ứng cứu kịp thời. Theo khán giả Nguyễn Khang được biết, nguyên nhân của hiện tượng sương mù xuất hiện dày đặc là vì trong những ngày vừa qua, trên địa bàn của tỉnh Bình Định, nhiệt độ tăng cao, cộng với gió đông nam mạnh làm cho nước biển bốc hơi tạo thành sương mù. Anh Khang thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn và tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra khi tắm biển, thì ngành chức năng nên cho bố trí các biển cảnh báo người dân không nên tắm biển khi thời tiết xấu.
Vào chiều ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra tại một công ty giới thiệu việc làm vào sáng cùng ngày. Đây là thông tin đã được khán giả Gia Huy có số điện thoại 0912 3 số cuối 860 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin ban đầu, trước đây, chị Bùi Thị Hồng, sinh năm 1975, trú tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ Hưng Thành Phú, chuyên môi giới việc làm, nộp chứng minh nhân dân và 300.000 đồng tiền lệ phí để xin đi làm. Trong quá trình nhận việc, phía đơn vị tuyển dụng không chấp nhận vì lý do chị Hồng đã lớn tuổi. Nên vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 4, chị Hồng cùng người chị họ tên Tuyết đã quay trở lại công ty Hưng Thành Phú để lấy lại chứng minh nhân dân và lệ phí. Tuy nhiên, nhân viên ở đây đã trả lời không cầm chứng minh nhân dân của chị Hồng nên hai bên xảy ra cự cãi. Ngay sau đó tại đây xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt xông vào đánh chị Tuyết. Chị Hồng đứng ra can ngăn đã bị nhóm người này quay ra đánh bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi đánh nạn nhân, nhóm thanh niên này vẫn cố tình nán lại trước cửa công ty môi giới. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã mời các bên liên quan đến trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cũng trong ngày 20 tháng 4, một vụ va chạm đã xảy ra giữa một ô tô và một xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đã khiến cho một người bị thương nặng. Thông tin chi tiết và một số hình ảnh tại hiện trường đã được khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 258 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 20 tháng 4, anh Nguyễn Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 79F96897 lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến địa phận thị xã Ninh Hòa, do không quan sát nên anh Quốc đã lao vào xe ô tô mang biển kiểm soát 47B01515 đang đỗ sửa xe bên đường. Cú đâm mạnh khiến xe máy hư hỏng nhiều bộ phận, còn anh Quốc bị thương rất nặng ở phần đầu và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ninh Hòa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra vào đêm ngày 19 tháng 4 khiến 5 người thương vong. Còn hầm Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, nơi xảy ra vụ tai nạn này đã bị phong tỏa trong 3 giờ đồng hồ. Theo thông tin mà khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0937 3 số cuối 554 cung cấp thì tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 4. Khi đó, chiếc xe bán tải loại 1,5 tấn mang biển kiểm soát 51C38447 đang lưu thông trong hầm Thủ Thiêm theo hướng từ quận 2 về quận 1. Đến giữa hầm thì bất ngờ mất lái, đâm vào đuôi xe bồn sửa đường cùng chiều phía trước. Tai nạn xảy ra trong lúc nhiều công nhân đang làm việc nên đã khiến cho 5 người bị thương nặng phải nhập viện, trong đó một người đã tử vong. Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 4, hiện trường mới được giải tỏa. Giao thông tại hầm Thủ Thiêm đã trở lại bình thường. Thưa quý vị, ảnh hưởng của trận hạn hán lịch sử liên tục trong những ngày vừa qua, hàng trăm con gia súc gia cầm trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk đã bị chết do thiếu nước uống, thiếu thức ăn. Nhiều hộ dân ở đây lâu nay vốn đã khó khăn, nay càng lại lao đao hơn vì đại hạn. Ghi nhận của khán giả Á Đông có số điện thoại 0912 3 số cuối 362. Mời quý vị cùng theo dõi. Ghi nhận tại gia đình ông Phạm Bảo ở thôn 13, xã biên giới IRV, huyện Ea Súp. Gia đình ông Bảo có 150 con bò được nuôi theo hình thức thả rông. Do khô hạn kéo dài gay gắt, hầu hết các cánh đồng cỏ trên địa bàn xã đã cháy khô, vừa thiếu nước uống, thiếu thức ăn, nên từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đàn bò của gia đình ông Bảo đã bị chết 30 con, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Để cứu đàn bò, ông Bảo phải đi chăn xa hơn cả chục km nhưng vẫn không đủ cỏ và nước cho bò ăn uống. Nhiều con đuối sức, không đi kiếm ăn được, ông Bảo phải đi mua cám, mua rơm, xin nước.
thậm chí mua cả thuốc bổ về để chăm sóc cho chúng khỏi chết. Còn gia đình ông Hoàng Văn Định ở xã Ea Rê cũng trong tình trạng tương tự. Gia đình có hơn 40 con bò nuôi, nhưng hiện tại giếng đào cũng đã cạn kiệt. Nước cho gia đình sinh hoạt đi xin đã khó, nay còn phải chia sẻ từng số nước để cứu khát cho đàn gia súc. Không những vậy, hàng ngày ông Định còn phải qua các xã Ea Lê, Ea Rốc để mua rơm với giá gần 2 triệu đồng một xe công nông để về cứu đói cho đàn bò ốm. Thưa quý vị, qua tìm hiểu khán giả Á Đông được biết, toàn huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 22.000 con gia súc gia cầm. Tính từ đầu mùa khô hạn cho đến nay, trên địa bàn hai xã là Ea Rove và Ea Lốp đã có 239 con gia súc gia cầm bị chết do thiếu nước và thiếu thức ăn. Ngoài ra, nắng nóng khô hạn kéo dài còn gây thiệt hại 402 hecta mía và mì của người dân. Trước tình trạng như vậy, huyện Ea Súp cũng đã chỉ đạo các thôn, xã vận động đồng bào di chuyển các đàn trâu bò, gia cầm đến những vùng xa hơn nhưng còn có nước và nguồn thức ăn tạm thời để chống đói khát. Còn đối với hai xã là Ea Rove và Ea Lốp, nơi có nhiều trâu bò bị chết, huyện Ea Súp đang đề nghị tỉnh Đắk Lắk sớm trích nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ mua thức ăn thô, cám, rơm rạ và vận chuyển nước đến chống đói khát cho gia súc gia cầm, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Khán giả Á Đông cũng cho biết thêm, Ea Súp, Buôn Đôn là hai huyện ở phía tây của tỉnh Đắk Lắk. Lâu nay thời tiết tại đây thường nóng hơn các huyện khác, dù là hai huyện có tài nguyên rừng nhiều nhất của tỉnh. Được biết, một phần nguyên nhân của tình trạng trên là do vấn nạn phá rừng, xâm hại môi trường, sống diễn ra tràn lan, phức tạp trong những năm vừa qua, càng khiến cho mùa khô hạn ở đây thêm khắc nghiệt hơn. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, trước tình hình khô hạn khắc nghiệt gây khó khăn cho cuộc sống của đồng bào dân tộc xã Cam Thịnh Tây của thành phố Cam Ranh, nơi giáp danh với tỉnh Ninh Thuận. Vừa qua, lữ đoàn 957 thuộc vùng 4 Hải quân đã tài trợ kinh phí cùng nhân công để xây tặng cho bà con nơi đây hai giếng nước chống hạn. Đó là những chia sẻ mà khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 và số cuối 904 đã gửi tới chương trình cùng với đoạn clip mà anh đã ghi lại được dưới đây. Để giúp cho bà con đồng bào dân tộc xã Cam Thịnh Tây, một xã khô cằn của thành phố Cam Ranh, nằm giáp danh với tỉnh Ninh Thuận, có được nguồn nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô hạn khốc liệt năm nay, lữ đoàn 957 thuộc vùng 4 Hải quân đã vừa tài trợ 30 triệu đồng cùng huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia đào hai giếng nước cho bà con tại thôn Thịnh Sơn của xã này. Mỗi giếng nước có đường kính 1,5 mét, sâu từ 12 đến 15 mét tùy theo địa hình. Hiện công trình đang được các chiến sĩ hải quân cùng các thanh niên địa phương khẩn trương thi công để kịp đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 4, đúng dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, 24 tháng 4 năm 1906 và 24 tháng 4 năm 2016. Những ngày qua, hàng nghìn lượt người đã đổ về khu di tích ở thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để tham quan và trồng cây lưu niệm. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1936-1938. Đây là nội dung chia sẻ mà chương trình đã nhận được từ khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày qua, hàng nghìn lượt người đổ về khu di tích Hà Huy Tập ở thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để tham quan.
sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm tiếp thu tinh thần yêu nước, cách mạng của cha anh để hình thành cho mình nhân cách và lý tưởng sống vì dân, vì nước. Mỗi lần ghé thăm, du khách sẽ có dịp hình dung về thời thơ ấu của cố Tổng Bí Thư để rồi lặng mình bên những hiện vật thật đơn sơ và giản dị như chiếc chõng tre, chiếc dập gỗ hay chiếc bàn nhỏ. Những kỷ vật ấy in dấu tháng năm tuổi thơ bên người mẹ hiền tần tảo và người cha mẫu mực. Đến với khu lưu niệm, du khách còn được tìm hiểu rõ hơn về những chặng đường đấu tranh cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập qua các bức ảnh cũng như qua các hiện vật để lại. Phòng trưng bày với gần 90 bức ảnh cùng các hiện vật tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập như cặp sách, đĩa men, một số đồ dùng cá nhân, các bài báo, các bài lý luận chính trị cách mạng, bức thư viết cho người em rể Nguyễn Đình Cương trước lúc bị địch xử bắn, các bài báo viết về đồng chí Hà Huy Tập. Để rồi qua đó chúng ta lại thêm khâm phục và tự hào một con người 36 tuổi đời nhưng có đến 16 năm hoạt động cách mạng và 2 năm làm Tổng Bí Thư của Đảng. Và trước lúc từ biệt cõi đời, dưới vành móng ngựa của kẻ thù vẫn thể hiện được ý chí kiên cường. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng nhờ sự gìn giữ của gia đình và dòng họ, nên đến nay ngôi nhà tranh của cố Tổng Bí Thư Hà Huy Tập tại thôn 8 xã Cẩm Hưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Đây cũng chính là nơi đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của đồng chí khi bị địch bắt lại vào ngày 30 tháng 3 năm 1940. Vào năm 1991, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định công nhận ngôi nhà tranh là di tích cấp tỉnh và đến nay, đến năm 2004, di tích này đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích cấp quốc gia. Khán giả Trần Mạnh Hải cũng chia sẻ thêm, ngày nay khu di tích Hà Huy Tập đã được mở rộng với việc xây dựng thêm nhiều hạng mục và công trình như nhà trưng bày, nhà thờ, nhóm tượng đài. Con đường vào khu lưu niệm cũng khang trang và sạch đẹp hơn. Bên cạnh những công trình mới, ngôi nhà tranh xưa vẫn được bảo lưu nguyên gốc nằm nép mình bên vườn xoài quanh năm xanh tốt. Ngôi nhà và khung cảnh tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đã chứng kiến sự ra đời, tuổi thơ và sự hình thành nhân cách của một danh nhân cách mạng lớn Hà Huy Tập. Thưa quý vị, với mong muốn đưa trẻ em trở về với những món đồ chơi hay trò chơi truyền thống nhằm góp phần bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể thông qua việc tổ chức không gian trải nghiệm đồ chơi, trò chơi dân gian ở những địa điểm công cộng. Câu lạc bộ Mai Hà Nội đã xây dựng dự án Ký ức tuổi thơ tôi và nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng. Một số hình ảnh và thông tin chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này đã được khán giả Đăng Kiên có số điện thoại 0163 3 số cuối 721 ghi lại và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian gần đây, cứ mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, từ 16 đến 18 giờ, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, diễn ra rất nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, chuyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây. Đây là hoạt động do câu lạc bộ Mai Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia không chỉ của trẻ em mà cả người lớn và du khách nước ngoài. Giữa sự náo nhiệt, sôi động của cuộc sống hiện đại, hình ảnh về những trò chơi dân gian xuất hiện khiến nhiều người lớn xúc động, nhớ về tuổi thơ và khiến trẻ em thích thú. Thưa
quý vị khán giả đăng ký chia sẻ, đối với thế hệ 7X, 8X, khi nhắc về tuổi thơ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng với bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời tuổi thơ dữ dội đã đi qua. Tuy nhiên, ngày nay trẻ em Việt Nam đang dần mất đi cơ hội và sân chơi dân gian như vậy. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các trò chơi điện tử máy tính trở nên phổ biến, khiến tính sáng tạo của trẻ em cũng không được phát huy. Vì vậy, anh Kiên cho rằng việc tổ chức những trò chơi dân gian ở nơi công cộng như vậy rất có ý nghĩa, vừa giúp cho các trò chơi dân gian Việt Nam không bị mai một và cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam đến với các du khách nước ngoài. Khán giả Diêm Đăng Kiên hy vọng những dự án như thế này sẽ ngày càng được nhân rộng hơn và được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp trong xã hội. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những clip đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Liên tục trong những ngày qua, tại khu vực thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xuất hiện sương mù dày đặc, đặc biệt là khu vực bãi biển Quy Nhơn và vùng lân cận. Sương mù dày đặc làm tầm nhìn giảm đáng kể, tuy vậy vẫn có rất nhiều người ra biển tắm bất chấp nguy hiểm. Phản ánh của khán giả Nguyễn Khang có số điện thoại 0120, 3 số cuối là 806. Vào sáng ngày 20 tháng 4, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại công ty môi giới việc làm đóng trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, do xảy ra xích mích, một nhóm thanh niên đã xông vào đánh hai phụ nữ đi xin việc, khiến họ phải nhập viện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phản ánh của khán giả Gia Huy từ số điện thoại 0912 3 số cuối 860. Trưa ngày 20 tháng 4, anh Nguyễn Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến địa phận thị xã Ninh Hòa, do không quan sát nên đã bất ngờ lao vào xe ô tô đang đỗ bên đường. Cú đâm mạnh khiến anh Quốc bị thương rất nặng ở phần đầu và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ninh Hòa. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 258. Do ảnh hưởng của trận hạn hán lịch sử, liên tục trong những ngày qua, hàng trăm con gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bị chết do thiếu nước uống, thức ăn. Trước tình trạng trên, người dân đã phải di chuyển các đàn trâu bò, gia cầm đến những vùng xa hơn, nhưng còn có nước và nguồn thức ăn tạm thời để chống đói. Phản ánh của khán giả Á Đông có số điện thoại 0912, 3 số cuối 362. Trước tình hình khô hạn khắc nghiệt gây khó khăn cho cuộc sống của đồng bào dân tộc xã Cam Thịnh Tây của thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, vừa qua lữ đoàn 957 thuộc vùng 4 hải quân đã tài trợ 30 triệu đồng, đồng thời huy động cán bộ chiến sĩ tham gia đào hai giếng nước cho bà con ở thôn Thịnh Sơn của xã này. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, 24 tháng 4 năm 1906, 24 tháng 4 năm 2016, những ngày qua, hàng nghìn lượt người đã đổ về khu di tích ở thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để tham quan và trồng cây lưu niệm. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Thời gian gần đây, cứ mỗi thứ Bảy và Chủ nhật từ 16 đến 18 giờ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội diễn ra rất nhiều trò chơi dân gian cho trẻ em. Đây là hoạt động do câu lạc bộ Mai Hà Nội tổ chức với mong muốn đưa trẻ em trở về với những món đồ chơi hay trò chơi truyền thống nhằm góp phần bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể. Hoạt động đã thu hút không chỉ trẻ em mà cả người lớn và du khách nước ngoài. Chia sẻ của khán giả Đăng Kiên có số điện thoại 0163, 3 số cuối là 721. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua.
Từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.